Xin chào các bạn, mình tên là Thủy Thương. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube BizLink Corner. Đây là nơi mình ao ước lan tỏa niềm đam mê ngôn ngữ học. Hôm nay mình mời các bạn cùng bàn một chút về Phonetics and Phonology với mình nha. Trong clip ngày hôm nay, mình sẽ giải đáp hai câu hỏi của một bạn khán giả đặt ra. Bạn ấy xem các clip của mình làm về phụ âm và nguyên âm ở trong tiếng Anh. Những clip đó thì mình dựa theo sách English Phonetics and Phonology của tác giả Peter Roach. Sau khi xem clip của mình xong, bạn ấy đối chiếu với lại bản IPA, bản ký hiệu phiên âm quốc tế, và bạn ấy thấy có một số điểm khác lạ. Cho nên bạn ấy đã nhắn hỏi mình. Câu hỏi đầu tiên rất là hay mà bạn ấy đặt ra cho mình là tại sao ở trên bảng phụ âm của IPA thì không thấy âm W? Đây là bảng phụ âm của IPA. Các bạn nhìn hai cái đường màu hồng mà mình đã đánh dấu đó. Âm W, theo như tác giả Peter Roach, là một âm approximant, âm cận. Về phương thức cấu âm thì nó là âm cận. Còn về place of articulation, vị trí cấu âm thì nó là âm bilabial, âm hai môi. Thì tại sao ở trên cái bảng của IPA lại không thấy âm này ở đâu cả? Đây là một câu hỏi rất là hay và bạn ấy quan sát rất là kỹ, đúng không các bạn? Để giải thích thì trước tiên mình mời các bạn hãy quan sát hai cái hình mà chúng ta có ở đây biểu thị cái cách phát âm. Ở bên tay trái là âm P, B, bên tay phải là âm W. Các bạn thấy hai hình này có điểm chung, đó là chúng ta cần phải dùng đến hai môi để phát âm các âm này, đúng không? Trong hình bên tay trái thì hai môi ngậm lại với nhau để tạo thành cái closure, tạo thành constriction, chặn luồng hơi ở ngay đó, phía sau hai môi. Với âm W thì mặc dù là hai môi không có chạm lại với nhau nhưng mà cũng là đến gần, cho nên sẽ không có gì sai nếu ta nói âm này là âm labial, âm môi, không có gì sai hết. Nhưng mà hai hình này còn có một điểm khác nhau nữa. Các bạn nhìn kỹ sẽ thấy còn có một cơ quan cấu âm nữa tham gia vào quá trình tạo nên cái âm W. Và đó chính là phần cuốn lưỡi được đưa lên ngay chỗ ngạc mềm. Vậy thì với âm này, ta có hai quá trình cùng diễn ra. Thứ nhất là hai môi đến gần nhau. Thứ hai là cuốn lưỡi gần đụng đến chỗ velar để tạo nên constriction. Cho nên nếu mà nói đúng, nói cho đầy đủ thì âm W này chúng ta phải gọi là âm labial velar, bởi vì chúng ta vừa có sự tham gia của hai môi và vừa có sự tham gia của lưỡi đến gần chỗ velar như hồi nãy mình nói. Vì lý do đó nên hai tác giả Lederforget và Johnson, các bạn nhìn cái bản phụ âm mình lấy ở trong sách của hai tác giả này, thì hai tác giả đã để âm W ở hai chỗ luôn, vừa ở bilabial vừa ở velar. Ở bilabial thì để ở trong ngoặc đơn. Lý do thì mình đã giải thích rồi, đúng không các bạn? Chúng ta vừa có sự tham gia của hai môi mà vừa có sự tham gia của cuốn lưỡi đến gần ngay chỗ velum, soft palate. Mình mở ngoặc nói một chút xíu. Các bạn hãy tìm đọc sách của Lederforget và quyển mà mình trích ở đây, A Course in Phonetics, là một quyển có thể nói như là kinh điển. Lederforget, thầy rất là giỏi, có thể coi thầy là người lập nền móng, là cha đẻ của cái ngành phonetics, đặc biệt là trong mảng acoustic phonetics. Tương tự như vậy, nếu chúng ta đến tác giả Cotts thì các bạn sẽ thấy tác giả này để W ở cả hai vị trí bilabial với lại velar luôn. Nhưng mà khác với lại hai tác giả Lederforget và Johnson, Cotts thì không có để cái ngoặc đơn cho vị trí bilabial. Và các bạn biết không, trong tiếng Anh không phải chỉ mỗi âm W, khi mà cấu âm thì có sự tham gia của cả hai vị trí. Các bạn hãy quan sát dog L. Nhưng trước tiên thì mình giới thiệu lại từ đầu ha. Chúng ta có cái phoneme L ở trên đây.
Các bạn nhìn thấy đây, đây là phoneme. Nó sẽ có hai realizations là clear l và dark l. Như các bạn thấy, ở trong hai ví dụ này, clear l sẽ xuất hiện khi nó đứng trước nguyên âm. Còn dark l thì nó sẽ xuất hiện khi nó đứng đằng sau nguyên âm hoặc là trong những chữ như là health là sức khỏe thì các bạn sẽ thấy nó đứng phía trước phụ âm. Khi đứng trước nguyên âm mình sẽ gọi là clear, còn khi đứng sau thì mình sẽ gọi là dark. Đây là hai allophones, hai cái versions, hai cái realizations của cùng một phoneme. Và hai cái âm, hai allophones này mình gọi là nó ở thế phân bố bổ sung, hoặc thế này hoặc thế kia, chứ không thể nào mà một vị trí đó vừa là clear vừa là dark l, không có chuyện đó. Bây giờ chúng ta sẽ đọc thử một từ ở bên tay trái, sau đó đến một từ ở bên tay phải. Khi đọc thì các bạn hãy chú ý, để ý cái lưỡi, cái hình dạng của lưỡi mình cảm nhận nó như thế nào nha. Đầu tiên chúng ta sẽ đọc lower, rồi đến or. Chúng ta đọc hai từ cùng lúc. Lower, or, lower, or. Tiếp theo chúng ta đọc hai từ. Lee, ill, lee, ill. Các bạn có cảm nhận giống như hai cái hình ở minh họa bên dưới không? Với clear l thì chỉ có đầu lưỡi đưa lên đụng chân răng, alveolar. Nhưng mà với dark l thì ngoài cái vị trí tiếp xúc chính ở đây, chúng ta còn có phần cuốn lưỡi đưa lên gần với ngay cái chỗ velum giống như hồi nãy. Vì lý do đó cho nên dark l còn được gọi là velarized l. Nó được ngạt mềm hóa. Các bạn còn nhớ clip mà mình nói về ví dụ như là nasalization, ví dụ như là dentalization. Nasalization hoặc là dentalization, hoặc trong trường hợp này mình có velarization. Đây là những ví dụ minh họa cho việc chúng ta có một cái secondary articulation ngoài primary articulation. Ví dụ như trong trường hợp dark là lưỡi đụng lên trên nướu thì ta cần có secondary articulation. Và các bạn sẽ phân biệt nó với lại âm w. Trong trường hợp của w thì cái việc cuốn lưỡi đưa lên gần với ngay chỗ soft velum, nó không phải là secondary mà nó sẽ có cái vai trò ngang với cái việc chúng ta đưa hai môi lại gần với nhau. Vậy thì âm w sẽ là một âm labiovelar và ta gọi đó là double articulation. Các bạn chú ý cách dùng từ nha. Với double articulation thì mình sẽ có một cái compound word là labiovelar. Nhưng mà với trường hợp dark l thì mình không gọi đó là alveolar velar mà mình sẽ gọi là velarized nha, velarized l. Đó là câu hỏi đầu tiên. Bây giờ chúng ta đến một quan sát nữa rất là tinh tế của bạn. Bạn khán giả thắc mắc là tại sao trên bảng ký hiệu phiên âm quốc tế, bảng phụ âm lại không có những âm tắc sát affricates. Như các bạn thấy ở đây, hoàn toàn không có âm tắc sát nào hết. Để giải thích cho việc này thì mình xin trích lời của ba tác giả Clark, Yelop and Fletcher. Theo các tác giả này thì khi chúng ta đọc phát âm những âm nổ, những âm tắc đó, thì sẽ có một cái sự dao động của luồng hơi. Xin lỗi các bạn, mình không biết dùng từ gì để dịch air turbulence ở trong tiếng Việt. Mình không có rành thuật ngữ về ngôn ngữ học ở trong tiếng Việt. Thì nó sẽ, luồng hơi nó sẽ có sự dao động như vậy. Và rồi sẽ có một cái sự ma sát khi mà chúng ta phát ra cái âm nổ. Thí dụ như khi các bạn đọc time, ten. Thường thì cái sự dao động đó nó sẽ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Và mình gọi đó là release burst khi mà mình nghe có tiếng nổ. P, t, k, hoặc là
b, d, g. Nhưng mà sẽ có những lúc mà người ta có thể đọc nó, cái khoảng release đó nó sẽ kéo dài ra, thì cái ma sát mình sẽ nghe nó rõ, nó mạnh. Đến nỗi là cái khoảng thời gian đó mình có thể xem nó như là một cái giai đoạn sát, một giai đoạn sát tách biệt luôn với lại cái phần âm tắc của mình. Và đó là khi mà chúng ta phát âm ra những âm tắc sát, vừa tắc mà vừa sát, vừa tắc mà vừa có ma sát. Vậy thì ba tác giả này phân biệt affrication thành hai loại nhỏ. Đầu tiên chúng ta có affricated stop và thứ hai là affricates. Affricates là những âm tắc sát khi mà sự ma sát nó rất là rõ và kéo dài và nó tách biệt với lại stop. Thí dụ như chúng ta có ch và j trong tiếng Anh. Trong tiếng Anh thì cũng có những lúc chúng ta đọc những từ như là time, ten, time, ten. Các bạn nghe thì cảm nhận được cái ma sát đó luôn. Và cái khoảng thời gian nó tương đối là dài. Nó không đủ dài để trở thành một âm affricate, nhưng mà nó sẽ dài hơn là khi các bạn đọc time 10, time 10. Đó là khi mình có aspiration, bật hơi đó. Còn cái này, cái sự bật hơi, mình nghe cái sự ma sát nó sẽ nhiều hơn. Vậy bật hơi sẽ là time 10, còn affricated stop sẽ là time 10. Nó sẽ không giống như các bạn nếu đọc bằng affricate sẽ là chime, chain, nó khác nha các bạn. Ở trong tiếng Anh ta có hai âm tắc sát là ch và j. Lưu ý là một số tác giả thì họ cho cái mũ ở trên này để cho thấy rằng đây là một âm, một phoneme, chỉ một phoneme duy nhất mà thôi, chứ không phải là một consonant cluster, một cụm phụ âm gồm có t đứng trước sh. Không phải như vậy. Nếu đọc một số sách khác thì các bạn sẽ thấy người ta dùng hai cái ký hiệu này, có cái dấu mũ ngược nhọn ở phía trên. Đó cũng là chỉ về hai âm ch và j. Ngoài ra thì trong những ngôn ngữ khác ta cũng có những âm affricate. Và các bạn thấy mỗi ngôn ngữ thì cái sự kết hợp giữa tắc với lại sát cho ra tắc sát nó sẽ khác nhau. Nên mình nghĩ đây cũng là một lý do mà những âm tắc sát không có xuất hiện ở trên bảng ký hiệu phiên âm quốc tế. Nhưng mà còn một lý do khác quan trọng hơn. Nhưng mà lý do quan trọng hơn, như các bạn có thể thấy trong giải thích của tác giả Lady Forgate và Johnson, thì những âm tắc sát không được xuất hiện ở trên bảng ký hiệu phiên âm quốc tế. Lý do là vì khi xếp vào thì mình biết để nó vô cái vị trí cấu âm nào đây. Mình sẽ để nó ở palatal alveolar theo như vị trí cấu âm của âm sát, hay là sẽ để nó ở vị trí alveolar của cái âm tắc. Nó sẽ phức tạp như vậy. Và như hồi nãy mình nói, mỗi thứ tiếng thì nó lại sẽ có những cái âm sát khác nhau, nên để lên rất là rối. Vì lý do đó thì trên bảng IPA người ta chỉ liệt kê ra âm tắc, người ta chỉ liệt kê ra âm sát, chứ không có để âm tắc sát. Rồi vậy là qua clip này, mình hy vọng là các bạn đã hiểu được lý do vì sao trên bảng ký hiệu phiên âm quốc tế chúng ta không có âm w trong tiếng Anh, cũng như không có các âm tắc sát. Đây là những tài liệu mà mình đã sử dụng để tham khảo trong quá trình làm clip này. Ở khoa ngôn ngữ học thuộc trường Đại học Rochester, University of Rochester, nơi mình đang theo học, thì sử dụng cái quyển đầu tiên, đây, quyển này đây, làm giáo trình chính cho môn học Introduction to Linguistic Analysis. Đó là môn nhập môn dành cho các bạn lần đầu tiếp xúc với ngôn ngữ học. Với quyển thứ hai, quyển này đây, hồi nãy mình có trích đó, thì cũng khoa ngôn ngữ học thuộc trường Đại học Rochester sử dụng làm giáo trình chính cho môn Introduction to Language Sound System. Quyển này rất là hay, mình khuyến khích các bạn tìm đọc ha. Nó sẽ cho thấy cái cách tiếp cận khác, cách tiếp cận của người Mỹ, không phải kiểu như của Peter Roach, kiểu người Anh trước giờ các bạn đã quen. Quyển cuối cùng của tác giả Lady Forgate và Johnson
thì thường xuyên được sử dụng làm các bài đọc tham khảo. Mình cũng khuyến khích các bạn hãy tìm đọc Le Duffaget vì ông là một người có rất là nhiều sách, rất là nhiều công trình trong cái mảng Phonetics and Phonology. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của Beasling Corner. Mong là clip này hữu ích với các bạn. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại trong những clip sau. Đừng quên like, share và subscribe, đăng ký theo dõi kênh để nhận được thông báo về những clip mới các bạn nhé. Cảm ơn các bạn.